làm chủ doanh nghiệp như đi lên từ nghề nó rất là khó khăn và vất vả. Khi cũng tìm kiếm rất nhiều các cái cách học tập nhưng cuối cùng vào thấy trường CL này rất phù hợp với con và muốn nguyện vọng cho con vào đây học để kế thừa lại những cái gì mà bố mẹ đã tạo dựng cũng như là để cho con phát triển sau này về tương lai của con. Trường mà em muốn học thì rất đúng với tâm ý của gia đình và sau này muốn tìm cho em học ấy, thì là nên là rất là quyết định là ủng hộ cho con. Tại vì học ở cái môi trường này, cái vấn đề đầu tiên là đi từ gốc đi lên ấy, trong đó thì có thân tâm tuệ ấy. Đấy là cái căn bản được con đào tạo đầu tiên là cái gốc rễ. Xong rồi trong cái môi trường này thì con được trải nghiệm và được thực hành thực tế hơn. Đấy là rất hài lòng với môi trường này. Thực ra thì khi mà chọn là trường doanh nhân để mong muốn con theo học thì thứ nhất là chị cũng dựa vào cái tố chất của con, là con cũng có tố chất về kinh doanh. Và thứ hai nữa là qua nghiên cứu thì thấy trường CL cũng là một trong những trường mà có cái sứ mệnh cũng như là cái định hướng hoạt động phát triển về thân tâm tuệ, thì đấy cũng là cái điều vô tâm đắc. Cái sự chia sẻ của bác Ngô Minh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị. Và thứ nữa đó là cái quá trình học ở trường ấy, thì các con được thực tiễn, được học một cách thực tiễn. Ngoài cái lý thuyết ra thì con áp dụng thực tiễn vào quá trình học từ năm thứ 2, thứ 3 trở đi. Thì đấy, thì điều đó sẽ giúp cho con có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm tốt hơn khi mà ra trường. À, với cái trường học này thì con đã theo dõi 12 năm. Cơ bản là nhà cô kinh doanh, muốn cháu là phát huy cái khả năng của mình, có thể là về hỗ trợ mẹ thêm về mặt kinh doanh. Nên là cô quan tâm đến cái trường này để cho con. Do là mình làm doanh nghiệp, mình làm chủ doanh nghiệp, đi lên từ nghề nó rất là khó khăn và vất vả. Khi cũng tìm kiếm rất nhiều các cái cách học tập nhưng cuối cùng vào thấy trường CL này rất phù hợp với con và muốn nguyện vọng cho con vào đây học để kế thừa lại những cái gì mà bố mẹ đã tạo dựng cũng như là để cho con phát triển sau này về tương lai của con. Thứ nhất là nó thực tế, là một môi trường đào tạo có chuyên môn về kỹ thuật thực để các con có thể trải nghiệm thực luôn. À, từ cái sinh hoạt đến học tập và những kỹ năng sống, các thầy truyền đạt nó rất là thực tế. Và thứ hai là cô muốn được con được trải nghiệm từ những cái thật sự là nhỏ nhặt nhất và không cần phải là cái gì cao xa, nó rất bình dị nhất, thực tiễn nhất. Thật ra thì lúc đầu cô cũng không biết đến trường này, nhưng mà là tự em tìm hiểu. Xong rồi về em nói định hướng của em là sẽ học trường như này. Thì khi mà em nói ra cái định hướng của em thì cái trường mà em muốn học thì cũng rất đúng với tâm ý của gia đình, là sau này muốn tìm cho em học ấy. Thì là nên là rất là quyết định là ủng hộ cho con. Tại vì học ở cái môi trường này, cái vấn đề đầu tiên là đi từ gốc đi lên ấy. Trong đó thì có thân tâm tuệ ấy. Đấy là cái căn bản được con đào tạo đầu tiên là cái gốc rễ. Xong rồi trong cái môi trường này thì con được trải nghiệm và được thực hành thực tế hơn. Đấy là rất hài lòng với môi trường này. Ấn tượng đầu tiên đến thì cô rất thích cái không gian này. Xong đầu tiên thì là được sự tiếp đón từ các em đi học trước đấy. Nói chung là vào cái môi trường mới các em được đào tạo bài bản thì nó vẫn khác. Từ cách nói chuyện hay là đến cách tiếp đón hay là những cái sự hướng dẫn nó cũng vẫn khác hẳn cái khác. Thì đấy là nó khác biệt với những cái trường khác rồi. Cô cảm nhận là như thế. Các doanh nhân rất là thân thiện, rất là cởi mở, mang tính chất rất là chia sẻ. Phần nữa là định hướng cho thí sinh có cái nhìn nhận cách đúng đắn hơn. Hội đồng phỏng vấn rất là chuyên nghiệp và rất là thân thiện với học sinh, và cho bạn chị nhà cô có những cái cởi mở để bạn ấy có thể là trải nghiệm được lòng mình, để biết được cái mơ ước và khát khao của mình là gì. Cô cảm thấy là cũng khá là yên tâm thế, nhưng mà gửi cho đấy nên thì tham quan cái khung cảnh trường, rồi thì chỗ ăn chỗ nghỉ của học viên là chú cũng thấy là yên tâm, để là cũng phấn khởi và yên tâm để gửi con cái vào trong trường này. Khi cô vào đây thì ấn tượng nhất là các con
Tại vì cô cũng hỏi các con thì toàn K3 với K4 thì thấy con nào cũng rất là trưởng thành và chững chạc. Thì đấy là cái điều mà cô rất mong muốn ở con nhà cô cũng như vậy. Con gặp bạn ấy sẽ chín chắn hơn. Và tất nhiên là sẽ cái với cái tư duy của bạn ấy và bạn ấy phát huy được hết cái khả năng của mình để bước bước đi trên đường đời này. Đầu tiên là một năm là làm cho em trưởng thành về tính kỷ luật, tính tự giác, cũng như là có những cái tâm thức ở bên trong mình được vững vàng hơn để khi bước vào một làm doanh nghiệp hay bất kỳ một cái điều gì thì nó sẽ có một cái nền tảng gốc. Thì điều cô mong muốn là cô thấy được con mình trưởng thành hơn, thay đổi hơn và con nói chung là phải đổi khác, khác biệt bên hiện tại bây giờ. Như này em Long sau khi vào trường học ra thì được các thầy cô là trao rồi những kiến thức rồi những năng lực để lại tiếp tục với là sau một năm sau hai năm ra ngoài đời để là được những học những kiến thức đó lại ra ngoài đời để tiếp tục coi như là trong cuộc sống để là phát triển trong trong công việc làm và trong tương lai cho em Long cũng như gia đình.